Xin chào các em nhá. Nhân ngày 20 tháng 10, anh xin chúc tất cả các em một sức khỏe tràn đầy và một niềm vui hạnh phúc. Chúc các em hoàn thành tốt cái bổn phận của các em nhá. Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ cho các em một cái cách tính vui thôi, tính phần trăm tình yêu dành cho nhau dựa vào ngày tháng năm sinh nhá. Thì đây là anh cũng bảo em là đây là cách tính vui thôi, chứ các em đừng vì cái tính này mà các em chia tay nhau thì nó không ổn lắm. Đấy. Cách tính này các em đùa giỡn là trêu nhau thôi. Đấy, bây giờ ví dụ nhá, anh như thế này. Ngày tháng năm sinh nhá. Ngày tháng năm sinh của Nam này, của người đàn ông này, người Nam này. Đấy, Nam là ví dụ là 4 này. Tháng 4 này. Năm 1986 đi. Còn nữ này. Nữ này 13 này, tháng 2 này, năm 1989 chẳng hạn này. Đấy, thì bây giờ các em nhé, cộng cái này là cộng ngày với ngày vào, ví dụ 0 này, cộng 1 là bằng 1 này, 4 cộng 3 là 7 này, được chưa? 0 cộng 0 là 0 này, 4 cộng 2 là 6 này, thì 1 cộng 1 là bằng 2 này, 9 cộng 9 bằng 18 này, 8 cộng 8 bằng 16 này, 6 cộng 9 bằng 15 này. Đấy nha. Bây giờ các em sẽ cộng hai cái ngoài cùng này với nhau. Cộng hai cái ngoài cùng với nhau này. Đây, cộng hai cái này này. Thì nó bằng 6 đúng không? 1 cộng 5 bằng 6 này. Tiếp tục lấy cái hai cái phía trong. 7 cộng với 7 này cộng với 1 này bằng 8 này. Đúng không? 0 cộng với 6 bằng mấy? 0 cộng 6 bằng 6. 6 cộng với 1 bằng mấy? 7 đúng không? 2 cộng với 8 bằng 10 đúng không? Còn đây 1 thì ta sẽ viết 1 đây. 1 nữa là viết 1 đây. Bây giờ tiếp tục để cộng như thế. 6 này cộng với 1 bằng 7. 8 cộng với 0 bằng 8. 6 cộng với 1 là bằng 7. 7 ở giữa thì viết 7 không? Đấy, và tiếp tục cộng này. 7 cộng với 7 bằng 14 đúng không? 7 cộng với 8 bằng 15 đúng không? Đấy. Tiếp tục cộng như thế này. 1 cộng với 5 bằng mấy? 6. 4 cộng 1 bằng mấy? Bằng 5 đúng không? Vậy thì ta sẽ giữ hai cái phép tính nhỉ. Hai con số này này. Đây này. Thì đây là tình yêu của các bạn dành cho nhau, nó là bằng 65%. 65% tình yêu nhé. Đấy. Đấy. Anh cũng nói lại với em nhé, đây là cách tính vui thôi, nó chỉ là vui thôi nhé. Các em tuyệt đối không được áp dụng vào thực tế, nếu các em áp dụng thực tế mà các em tính ra thành phần trăm nó thấp thì các em lại chia tay nhau thì nó sẽ không ổn đâu. Đây là phép tính vui thôi, còn quan trọng nhất là vẫn là cái tình yêu của các bạn dành cho nhau và chia sẻ cùng nhau, nhiều khi là bỏ qua cho nhau, tha thứ cho nhau, thế mới gọi là tình yêu đích thực, chứ đừng có dựa vào cái phần trăm này mà các em thì chia tay nhau. Xin chào các em, chúc em vui vẻ.